xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Và ngày hôm nay Hạ lại lên cho các anh chị em nhà mình một mẫu PVC vân đá mới. Đây là một vật liệu mà trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh chị yêu thích rồi. Và ngày hôm nay thì Hạ sẽ cập nhật cho các anh chị em nhà mình một màu sắc rất là mới, rất là đẹp. Và bất kỳ anh chị em nào mà nhìn thực tế cái tấm PVC giả đá này ở ngoài đời thôi thì đều muốn làm ngay, trang trí ngay một bức vách cho nhà mình bằng cái tấm giả đá của Haroma này. Và các anh chị em như mình đừng quên đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những xu hướng vật liệu mới, những mẫu mã màu sắc mới nhất từ Lê Hạ Haroma nha. Đây, anh chị em như mình có thể cùng quan sát với Hạ đây là những tấm giả đá. Trước đây thì Hạ đã lên rất là nhiều về tấm giả đá rồi. Ứng dụng của nó sẽ thường được dùng để ốp tường. Và với cái tấm giả đá này thì chi phí của nó rẻ hơn rất là nhiều so với những cái dòng đá tự nhiên. Mà hơn nữa, thời gian thi công nhanh, chi phí lại rất là tiết kiệm. Đấy là một trong những lựa chọn mà giúp cho hầu hết người dân Việt Nam mình đều có thể có được những cái bức tường đẹp mà không bị mất quá là nhiều chi phí. Bức vân đá mà Hạ hôm nay muốn lên cho các anh chị em là một cái màu tông đối xứng như thế này. Mà nhìn thoáng qua thì nhiều anh chị em mình cứ nhầm tưởng đây là đá, nhưng thực ra là tấm giả đá nha mọi người nha. Thành phần của nó sẽ bao gồm là hạt nhựa kết hợp với cả bột đá nữa. Và bề mặt thì phủ lên một cái lớp màng phim. Và bề mặt trên cùng của nó sẽ là một lớp UV tạo bóng. Và nhìn cái tấm giả đá của Haroma nhìn nó như là thớ đá tự nhiên á. Đây, lớp trên cùng sẽ là một cái lớp màng siêu bảo vệ như thế này. Khi mà các anh chị em mình bóc cái lớp màng siêu này ra thì sẽ thấy trên bề mặt của tấm. Đây, bề mặt của tấm rất là bóng, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Rất là bóng và rất là đẹp luôn ạ. Đó. Và điều đặc biệt gì ở trong tấm giả đá của Haroma ngày hôm nay? Một cái tấm màu vân ánh kim tuyến, ánh vàng kim tuyến như thế này. Nó làm cho không gian của chúng ta khi có ánh điện vào nó sẽ rất là sang, rất là đẹp và rất là nổi bật. Vật liệu mà Hạ đang sử dụng đó chính là tấm Haroma giả đá. Thành phần là bột đá kết hợp với cả hạt nhựa như ban nãy Hạ có vừa nêu ra cho anh chị em như mình ấy. Nên tấm có khả năng uốn dẻo rất là tốt. Khi mà mình thi công ấy thì mình chỉ cần dùng keo chuyên dụng của Haroma dán vào mặt sau. Và sau đó thì ốp trực tiếp lên tường của nhà mình. Đây mọi người cùng nhìn mặt cắt với Hạ này. Mặt cắt của tấm này. Đấy, cốt nhựa rất là dẻo và chắc chắn. Mặt sau này. Đấy, anh chị em nhà mình nhìn Hạ uốn cong này. Đó, tấm uốn cong được như thế này nhá. Kích thước chiều rộng của nó sẽ là 1m22 như thế này. Chiều dài sẽ là 2m44. Và làm cho không gian nhà của chúng ta trở nên thẩm mỹ hơn. Khi thi công của những cái dòng tấm giả đá này, Hạ đã lên rất là nhiều ở những video lần trước. Anh chị em như mình có thể vào trên tường, trên kênh của Hạ để xem cái hướng dẫn thi công chi tiết do dòng tấm giả đá này của Haroma nha. Còn nếu như cần thêm bất kỳ thông tin gì thì các anh chị em như mình cứ để lại phần bình luận, Hạ lên ở video sau giải đáp tới anh chị em như mình. Đồng thời thì Hạ có gửi tặng một món quà, đó chính là bộ catalog toàn bộ những cái mẫu mã màu sắc cũng như là vật liệu mới của Haroma ở trong phần mô tả. Anh chị em như mình chỉ việc điền email vào đấy để nhận toàn bộ tất cả những cái thông tin, mẫu mã, màu sắc, vật liệu, kho, tấm nhựa, ốp tường, trần sàn của Haroma như thế này. Kho hàng vài nghìn mét vuông, đầy đủ mẫu mã và số lượng lớn, sẵn sàng phục vụ các anh chị em là bên thiết kế, bên thi công, bên cửa hàng vật liệu hoàn thiện, vật liệu xây dựng. Tất cả những vật liệu ốp trần, tường, sàn, nội và ngoại thất. Và cảm ơn các anh chị em như mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các anh chị em như mình ở trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật xu hướng vật liệu mới cùng Lê Hạ Haroma nha.